Đây chưa? Đây chưa? Anh hai. Cái này là cái gì? Cái thổi lò hả? Lò. À thổi hơi hả? Lò rèn. Đây là người ta rèn thì người ta cho bể. Khang ơi, coi cái mái nhà người ta lợp bằng gỗ nè Khang ơi. Đây nè. Ta lợp bằng gỗ nè. Cái tấm để lợp lên nhà che mưa che nắng. Ngày xưa là tất cả các nhà dân là người ta đều lợp cái mái như thế này. Dạ. Bây giờ hết gỗ rồi ha. Dạ vâng, bây giờ thì đó. Ở trong cái nhà gì cả? Hả? Ở trong cái nhà cái gì cả? Ừ. Trong này thì nó là cái bảo tàng nhỏ của thì nó trưng bày những cái này thiệt thật hay giả vậy? Công cụ của người ta làm đồng. Cái này thật hay giả? Thịt hút khói đấy ạ. Không. Thật đấy ạ? Thật chứ. Đấy là cái đặc trưng nhất ở miền Tây Bắc. Mình đi vào trong bản và vào trong nhà dân thì họ treo khi đây vào trong bếp thì sẽ thấy là trên bếp này có những sâu thịt. Họ treo đây không hư à? Không khó bảo quản lâu lâu năm. Anh về hôm nhà thằng Thắng cho nhà mình cái này đấy hả? Thịt trâu. Còn đây thì trâu cũng người ta cũng treo vào. Nếu mà thịt trâu ấy. Đây là có những cái miếng là người ta để cách đây một. Đây giải cái này. Kêu Khang Long vô đây nè mẹ. Đấy, kêu Khang Long. Đây con khói này con trâu. Có cái đầu nè, có cái đầu con trâu nè. Có đầu con bò kìa. Có đầu con bò kìa. Mẹ lấy ra luôn đi. Lấy ra giùm ba đi. Ô, xay gạo đi. Xay gạo đi. Coi anh Khang xay gạo, Long xay gạo với anh hai kìa. Để nó đi. Đó đó. Không đẩy chứ không phải kéo. Đẩy con. Ừ đó, đúng rồi đó.
Đẩy tới, đẩy tới á, đẩy tới là nó quay rồi con. Ừ. Đẩy tới cho khỏi kéo, đẩy tới. Kéo. Đẩy. Kéo. Giỏi quá. Lắm đến đây nè, vậy vậy là chúng con. Lắm đến gần anh hai nè. Cối xay á, cái này là cái cối xay á. Và cái cối ở đây thì người ta có thể xay ngô, xay gạo hoặc là xay đậu. Còn cho lợn, cho gà rồi người ta xay làm cái đậu người ta nấu kìa. Ngô, ngô, xay ngô, xay bắp á. Cái này là cái bừa, bừa ruộng nè. Cái kia cái lưỡi cày đó. Cái lưỡi cày nè Khang, thấy không? Ừ. Đây là cái nhà trưng bày. Cái lò này nấu gì anh? Cái lò này nấu thảo quả. Cái lò này nấu gì anh? À, đây là cái bếp. Bếp hả? À? Vâng. Nấu bếp chính. Như ở trong bản người Mông thì người ta gọi cái bếp này là bếp chính. À. Vâng. Là bếp cả. Người ta chỉ làm chỉ đun bếp này vào trong cái thời mà có quan trọng là các ngày lễ. À. Và trong gia đình có việc lớn thì người ta đun có bạn gọi cái bếp này. Còn bình thường thì người ta đun cái bếp này. Bắp phơi khô đấy. Bắp này là đây là những cái gì mà người ta làm. Mùi thơm nhỉ? Chúng ta sẽ treo ở trước khi mà đồng thời dân tổ tiên trước những cái tổ tiên hoặc là để là đây để làm giống để cho sau đến mùa vụ thì họ hay vẫn chơi. Ủa sao lại có cái trống này anh? Cái trống này làm gì? Cái trống này làm gì? Trống này đánh. Trống này thì trống người ta trưng bày ra. À đúng không? Không lẽ mỗi mỗi nhà mỗi cái. Còn như ở trong bản ấy thì là nhà trưởng bản sẽ có một cái chấm như thế này. Khi nào có việc hoặc là có trong bản có người chết ấy, người ta sẽ khiêng cái chấm đi quanh ở đường ra đánh để báo cho dân biết, hoặc là người ta nhà gia đình người chết thì người ta sẽ báo cho dân biết. Em ơi, gia đình có việc đấy. Tí nữa nhá, đang bận tí. Đừng có để chú la biết không? Rồi ra đây đi tiếp nè.